dẫn bạn cái chậu ghép ha. Đây là cái chậu ghép đơn, thì mình sẽ lắp vách trước. Đây là những cái vách nó sẽ có những cái ngàm đó, dụ như vách ngắn sẽ lắp vô cái mặt ngắn nhấn tốt, nhưng mà kéo lắp vào vị trí tương tự như vậy đối với những vách còn lại. Nhấn xuống rồi đẩy qua là quá là đẹp. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình mới lắp trụ đó, thì trụ đây là những cái đầu trụ để mình gắn xuống. Thì cái chậu này nó sẽ có 4 cái trụ cắt lắp. Bây giờ cái khe trụ của trụ nhấn xuống là xong. Rồi sau đó các bạn sẽ gắn những cái viền trang trí. Viền trang trí thì nó cũng sẽ khớp với vị trí khớp của chậu, những thanh dài thanh ngắn tương xứng. Rồi sau đó mình sẽ lắp những cái đầu trụ. Cuối cùng là mình bỏ cái tấm lót để chặn. Đây là cái chậu ghép mình chỉnh.